Ông bà nội thì mong quá rồi, rất thể thích rồi. Mẹ em lần này lại cũng bị huyết áp cao nữa, không ổn định nữa nên là không có đi xa, đi thường xuyên được. Đợt này các cháu nó bắt đầu vào học nữa, mà đợt vừa rồi nó cũng bị ốm. Đưa nó về thì ông bà thích lắm, được ở quê cùng ông bà thích lắm. Hai đứa nó chưa về quê ấy, là cách đây 4 tháng rồi, hơn 4 tháng rồi. Cô rất là vui khi gặp lại hai đứa. Ủa nhiều thế? Này, ôm em này không? À chưa, em thịt ạ bà chưa? Hôm nay con giáo bón cơm cho đủ, xong đủ. Ô, bây giờ đi học lên lớp các bạn còn bón với nhau cơ. Có cả một bạn thân ở đấy rồi, hai đứa còn bón với nhau ăn cơ. Con gấu đó, con gấu chưa? Ui, chưa. Con gấu á, ui, nói con gấu, con chó rồi các con vật đi học nói thế rồi à? Các cô có về đó hết. Thế mẹ à? Đưa con chó những thứ gấu ra nói luôn hết. Anh này à, anh ấy, sở trường của anh là con bò sữa. Đủ nhỉ? Đủ. Con gấu. Dừng lại đây bà xem nào. Đủ. Con gấu. Thế không gọi à? Nó thích nó nói, mà không thích thì cứ bảo ép nó chả nói. Những cái lúc mà chả ai bảo nói cả, sáng dậy tự nhiên nó quay ra nó gọi bố, bố ơi, bố. Nấy thế. Ai đấy? Con cá. Con cá. Con cá. Con cá. Đây, đây, à, đây, đây con gì, đây, đây con gì, đây con gì, con nọ, đây con gì, đây con gì, này. Đây con gì nhỉ? Đây gì nhỉ? Con chó. Con gì đây? Chó. Đúng rồi, à, con chó. Giỏi chứ. Ừ. Giỏi chứ. Qua đi. Sai à? Nó còn sai à? Cô đánh luôn tôi luôn đi này. Bà ơi. Giỏi nhỉ, lái một xe thế. Bà ơi. Bà ơi. Có nhiều lần rồi mà. Bà cũng nghe thấy mà. Cô rất là mừng. Nó cũng biết nói nhiều câu hơn trước. Đấy. Trước đây thì tức là cô còn ở dưới đấy thì nó cũng chỉ biết e a thôi, chứ còn chưa nói được cái gì, chỉ có đi chơi, nói được là đi hoặc là mâm. Đợt này về thì cô thấy nói được nhiều từ hơn.